Chào mừng quý vị đã đến với phần 2 của bản tin 24 trên 7. Thưa quý vị, kết quả cuộc bầu cử nhiều tranh cãi có thể khiến Tổng thống đắc cử Indonesia ông Joko Widodo phải tăng cường liên minh chính trị và thúc đẩy cải cách kinh tế. Đó là nhận định của chủ bút chuyên mục Reuters Breaking View Andy Mukherjee. Ông Jokowi đã chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với cách biệt khoảng 6%, tức là khoảng 8 triệu phiếu bầu. Điều đó đã khiến ông vượt qua đối thủ, cựu tướng lĩnh Prabowo Subianto, Giờ đây vẫn còn nguy cơ bên thua cuộc không chấp nhận thất bại và gây cản trở. Tuy nhiên, như chúng tôi nói, chiến thắng cách biệt là 8 triệu phiếu bầu có thể cho phép gạt sang một bên bất cứ câu hỏi nào về tính hợp hiến, và bạo lực có thể được giảm xuống với kế hoạch cải cách kinh tế của ông Jokowi. Vì thế, chúng ta có lý do để lạc quan về tình hình kinh tế, chính trị tại Indonesia. Tất cả phụ thuộc vào việc liệu ông Jokowi có thể huy động được đủ số nghị sĩ để ủng hộ ông tại quốc hội hay không. Nếu đảng Golkar là đảng lớn thứ hai ở Indonesia, từng ủng hộ ông Rabowo, mà chuyển sang liên minh thì chẳng khác nào ông Jokowi có thêm về cánh. Dĩ nhiên đây là con dao hai lưỡi, bởi ông Jokowi sẽ phải cung cấp một số quyền lợi cho đảng này. Nhưng có thể các nhà đầu tư cũng muốn thấy ông Jokowi tập trung vào việc xóa bỏ những e ngại về chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà chúng ta thấy trong các chính sách hiện tại của Indonesia. Trong lĩnh vực tài nguyên với lệnh cấm hay áp mức thuế xuất cao đối với việc xuất khẩu các quặng khoáng sản thô hay trong lĩnh vực ngân hàng, tất cả những điều này đều không tốt cho một quốc gia cần thu hút vốn đầu tư nước ngoài và lĩnh vực sản xuất ngày càng tồi tệ. Indonesia cần phải trở thành một nền kinh tế sản xuất hơn là nền kinh tế tiêu dùng, và đó là những gì mà ông Jokowi cần nhắm tới. EU đe dọa áp đặt những biện pháp cứng rắn hơn đối với Nga nếu nước này không hợp tác trong cuộc điều tra quốc tế về vụ rơi máy bay MH17. Tuy nhiên, khả năng thống nhất các biện pháp này vẫn còn nhiều lấn cấn khi mà bản thân các nước thành viên đều có chút e ngại rằng điều đó sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của mình. Hà Lan chìm trong không khí tan tốc sau cái chết của gần 200 nạn nhân trên chuyến máy bay định mệnh MH17. EU đang gây áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin sau vụ rơi máy bay. Các ngoại trưởng EU thậm chí còn nêu khả năng hạn chế Nga tiếp cận thị trường vốn, lĩnh vực quốc phòng và công nghệ năng lượng của EU. Ủy ban châu Âu dự kiến sẽ ra nghị quyết trong tuần này. Nhưng những trừng phạt này cần phải được tất cả các lãnh đạo EU thông qua và chỉ áp dụng nếu Nga không hợp tác với cuộc điều tra quốc tế về vụ máy bay rơi. Trong khi Mỹ cũng thúc ép châu Âu hành động, thì một số nước thành viên vẫn tỏ ra thận trọng đối với nhà cung cấp năng lượng chính của họ. Trong khi đó, bất đồng quan điểm giữa Anh và Pháp có phần căng thẳng hơn sau khi Tổng thống Pháp François Hollande cho biết vẫn bàn giao chiếc tàu sân bay cho Nga theo đúng như kế hoạch. Còn Thủ tướng Anh David Cameron cho rằng điều đó là không thể chấp nhận được, mặc dù bản thân ông cũng bị chỉ trích là đạo đức giả vì vẫn xuất khẩu vũ khí sang Nga. Chúng ta đã chứng kiến một chiếc máy bay chở những người vô tội bị bắn rơi, trong khi người Pháp vẫn nghĩ đến lợi ích nhỏ hẹp của họ. Chúng ta có thể thấy được điều này qua những chính sách của EU, và tôi nghĩ Đức cũng sẽ phản ứng tương tự. Diễn biến mới đây nhất của cuộc khủng hoảng là Ukraine cho biết hai chiếc máy bay quân sự của họ đã bị bắn hạ tại miền đông nước này. Thưa quý vị, Tai nạn thảm khốc và khủng hoảng chính trị thời gian gần đây đang đẩy hai hãng hàng không Malaysia Airlines và Thái Airways đến bên bờ vực. Nhưng điều đó cũng tạo thành động lực để các cổ đông nhà nước phải tiến hành cải cách toàn diện. Sau đây là nhận định của biên tập viên Una Galani thuộc chuyên mục Reuters Breaking News với hai thảm họa máy bay rúng động thế giới xảy ra với hãng malaysia airlines và tình hình chính trị rối ren tại thái lan các hãng hàng không khu vực đông nam á đang cần một cuộc cải tổ sâu rộng hơn bao giờ hết malaysia airlines và thái airways đều đang chứng kiến doanh số bán vé và lượng hành khách sụt giảm trầm trọng cả hai hãng này sớm hay muộn gì cũng cần bơm vào một lượng tiền mặt đáng kể để có thể phục hồi. Vấn đề của họ là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất mà ngành hàng không Đông Nam Á đang đối mặt, trong đó có cả việc quá tải. Hai cổ đông chính phủ của cả hai hãng hàng không này cũng đã ủng hộ cải cách và tái cấu trúc về quy mô và cách vận hành. Việc cải cách có thể bao gồm cả việc hủy bỏ niêm yết tài sản hay thiết lập quan hệ đối tác bình đẳng với các hãng hàng không đối thủ. Nhưng điều quan trọng nhất mà các hãng này cần làm là cắt giảm việc làm. Malaysia Airlines đã nhiều lần nỗ lực tái cấu trúc trong suốt thập kỷ qua nhưng vẫn không thể cắt giảm được lượng khối lượng lao động công cần của mình và điều đó giờ đây cần được thay đổi. Câu hỏi đặt ra là thay đổi như thế nào? Singapore Airlines, một hãng hàng không cũng do chính phủ kiểm soát nhưng công việc kinh doanh rất tốt nhờ biết cách quản lý giá cả kỹ lưỡng. Đối với các hãng hàng không đang có kế hoạch tái cấu trúc, mô hình hoạt động Singapore Airlines có thể xem là một tấm gương. Thưa quý vị, hãng điện thoại Apple vừa yêu cầu các nhà cung ứng linh kiện chuẩn bị cho đợt sản xuất màn hình siêu mỏng cho hai phiên bản iPhone 6, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Tờ The Wall Street Journal cho biết, Apple đã yêu cầu các nhà cung ứng linh kiện sản xuất từ 70 đến 80 triệu màn hình siêu mỏng cho hai phiên bản iPhone 6, dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay iPhone 6 sẽ có hai phiên bản kích thước lần lượt là 4,7 inch tương đương 11,9 cm và 5,5 inch tương đương 14 cm. Foxconn và Pegatron đã lên kế hoạch sản xuất hàng loạt phiên bản 4,7 inch vào tháng 8, còn công ty Hon Hai Precision Industry sẽ sản xuất phiên bản 5,5 inch vào tháng 9 hai mẫu iPhone 6 có kích thước lớn hơn so với iPhone 5S và iPhone 5C đã ra mắt trước đó, đồng thời cũng sẽ tiếp tục sử dụng cảm ứng điện dung và có vỏ ngoài bằng kim loại như những anh em trước đây của nó. Một nguồn tin cho biết, phiên bản 5,5 inch gặp một vài khó khăn trong việc sản xuất bởi kiểu dáng quá mỏng sẽ kéo theo giảm độ mỏng ở tất cả các linh kiện, đặc biệt là pin. Để đối phó với tỷ lệ rủi ro cao trong sản xuất màn hình, Apple cũng đã yêu cầu các nhà sản xuất chuẩn bị tới 120 triệu màn hình dự phòng. Thưa quý vị, trong một công bố mới đây của tạp chí Wealth Insight and Spear, công quốc Monaco dẫn đầu trong top 20 thành phố có mật độ triệu phú cao nhất trên thế giới với hơn 29%, theo đó có đến gần 1 3 dân số Monaco là triệu phú. Đây là một kết quả không có gì đáng ngạc nhiên bởi Monaco áp dụng chính sách miễn thuế hoàn toàn đối với người dân. Nơi đây được thiên nhiên ban tặng cho thời tiết đẹp và người dân tạo nên những sòng bạc lớn và khách sạn sang trọng. Lần lượt xếp thứ hai và thứ ba là hai thành phố Zurich và Geneva của Thụy Sĩ. Các ngành dịch vụ ở Thụy Sĩ hết sức phát triển và đóng góp rất đắc lực vào sự thịnh vượng của nền kinh tế. New York nằm ở vị trí thứ tư, trong khi đó các thành phố lớn của châu Âu như Frankfurt, London, Oslo, Amsterdam, Florence lần lượt nắm giữ các vị trí trong top 10. Singapore đứng ở vị trí thứ 8 là thành phố duy nhất của châu Á có tên trong top 10. Không thể phủ nhận, giờ đây Singapore là một trong những nền kinh tế năng động và hấp dẫn nhất trên thế giới. Cũng theo bản xếp hạng này, những thành phố có chính sách hạn chế thuế luôn là nơi thu hút các triệu phú làm ăn và sinh sống. Và trong phần cuối của bản tin, chúng tôi mời quý vị điểm qua hai câu chuyện nổi bật sau đây. Năng lượng tái tạo từ rác thải đang bị lãng phí năm 2014, đại hạn của ngành hàng không.